Xin chào cô chú anh chị nha. Cầu sự khán giả tới mua ủng hộ hàng cả nhà ơi. Chào cậu. Cậu ăn cơm chưa cậu? Không còn câu nào khác nữa, hỏi tôi nữa ta. Giờ cậu làm sáng giờ nó mời tôi cậu đi đỡ hết tôi ha. Trời. Nó làm YouTube cho nó kiếm lời gì nhiều. Cậu, khán giả hỏi cậu á là chị Hồng Lan trả lương cho cậu tháng nhiêu vậy? Lương gì trời? Ở đây phụ nó kiểu xong xuôi bị rồi đi về đi làm chứ đâu ở đây đâu. Dạ. Dạ không có lấy lương đúng không cậu? Lương gì trời cậu cháu mà lương. Rồi nhắm cái tình cái nghĩa đó giờ năm thì cậu trả nổi không mà đào lương. Dạ. Còn bữa nãy con mua mua ủng hộ gần 1,5 triệu với cậu. Cảm ơn ha. Nhưng mà thiệt á, nhiều khi cái là mua giùm mình khán giả đâu mà chưa ai tặng con món gì. Cái thằng đó con nói với cậu là con không được cái gì rồi. Tại vì cậu mới con. Ê, đám giỗ của bà nội đúng không cậu? Ờ, chị Nguyễn Văn á. Dạ. Mẹ anh thứ Út. Mẹ anh năm thứ 7 nè. Dạ. Vô rồi. Ôi cậu, con hỏi cậu này đấy. Mà tối như con nghe thấy là dọn đồ của cô Sáu đi hả cậu? Dọn đồ của cô Sáu đi hả? Chị nó hỏi em trả lời, em không liếu vô em không trả lời được. Vậy hả? Hiểu không? Tối em nói từ đầu là không tham gia vô chị cháu với con. Tối con nghe đâu là dọn đồ đi rồi công an tới. Tại vì chị nó hỏi em trả lời được. Dạ. Thôi cậu trả lời thôi, nói chung là bỏ qua câu hỏi. Thêm luôn. Dạ. Với cậu chỉ cần chị nhà với lại bồ mã rồi năm là riêng rồi đủ rồi đó. Hôm qua con chờ cậu về mà cậu không cho con cái trái cây gì hết mà thấy tâm qua là cậu cho vải rồi con ganh tỉ nha. Sao trời có nhiều không? Có nhiều à? Cho anh em ăn chung vui. Dạ. Mày có con lắm mà cậu không cho có ganh tâm. Ủa nó chung hết mà. Đâu lúc đó tối không về cũng mệt con về. Thương em là cậu thương điều quá chứ đâu có riêng bất cứ ai đâu trời. Ủa thương em nặng nhẹ hay sao mà tao phải thương em? Cậu phải thương con ưu tiên con hiểu không? Ờ vậy hả? Vậy dạ. Mày không biết để tại sao cậu ưu tiên dạ nhà. Cậu phải ưu tiên cho con. Cậu có lên cho ưu tiên cả. Cậu sợ rất dễ thương nha cả nhà. Thôi chị Ni trong nhà cả nhà ơi. Chị Ni trong nhà, chị Nhi trong nhà nè cả nhà. Chị Ni trong. Chị Ni xuất hiện cả nhà ơi. Chị Ni trong nhà rồi. Ở tối nay cậu có đi coi vũ lân cải lương của nghệ sĩ Vũ Luân không cậu? Bây giờ cái gì cậu cũng không đi được. Không đi luôn hả? Ở Bến Thành đó cô. Thì Vũ Luân thì nó hát cũng dưới năm của anh ơi cũng vậy rồi đó cái câu gồm. Dạ. Nó chơi tao ghi ảnh rồi đi. Dạ. Rồi cậu vào đi cả nhà. Bây giờ cũng cho bà nội cũng đã xong rồi cả nhà. Đó, bây giờ thì mình nghỉ ngơi một tí rồi chuẩn bị chiều đóng hàng rồi cả nhà. Dù Lan cũng lên nghỉ rồi cả nhà. Chuẩn bị sáng giờ đồ ăn đồ uống là chuẩn bị cũng mệt lắm cả nhà. Giờ là giao lại cho chị Ni để coi quản phụ. Cầu trái cây đầy đủ như cái nhà bông hoa đầy đủ luôn. Có chị Lan đây nè, Lan ra đây. Đây là con của cậu tươi cả nhà. À cậu sửa cậu dục rác cả nhà ơi. Đó thấy không, cậu sửa nói chung là thương anh em lắm nhá, không phải giỡn đâu. Nhưng mà cậu đừng có thương tâm cậu hiểu không, đừng có, con thích à, con cào cậu sử à, với cậu bắt cỡ cậu sử như có khách mới vô tôi cũng có thiệt đi chứ không phải như người khác, tôi thích cho YouTube là tôi chịu mà chứ không phải người ta thích lên cái là bộ gặp cái tránh né thôi, đừng chơi quay tôi cho nên xạo quá thì người ta cười chết. Đúng rồi cậu, đúng không, có ảnh hưởng gì đâu mà. Ủa con chó đâu cậu? Con chó đâu, con thấy sổ vậy cậu? Ờ, thấy trong đó, thằng nhắn tin hỏi mình với anh Năm là sao, nói chung là bạn gì ruột nha.
ngày năm thứ bảy anh cho thấy hỏi mấy gì quá mà không ai trả lời. Vậy mới nhiệt tình rồi mới làm cho người đó là không tốt mình, nhưng mà trả ơn rồi không thôi chứ không gì hết. Dạ. Nhưng mà cái tiền là không có. Dạ. Từ trưa đến 5 giờ cứ nghỉ luôn. Dạ. Thế nãy hỏi chứ lương thấy mất tình rồi chú cháu quá. Dạ. Không có đâu có sao đâu. Làm gì không còn chưa trả nổi cái ơn tình cho anh nữa. Dạ. Rồi cảm ơn cậu nha. Rồi ok. Đây, cảm ơn hết nha. Dạ. Rồi cậu Sử thì cậu cũng chia sẻ rất là nhiều. Chị Ni giờ chị mới xuất hiện thì bây giờ sáng giờ chị Hồng Loan cũng chuẩn bị đồ ăn đồ uống để mà cúng kiến rồi. Thì bây giờ là chị Lan nghỉ ngơi, giao lại cho chị Ni. Chị Ni sẽ đóng hàng phụ cho chị Lan. Thì hiện tại bên trong là có một anh khách rất là đặc biệt. Không, anh đó là bạn của chị Ni. Anh đó là chắc là người em nghĩ là bỏ hàng đó, bỏ sĩ đó. Đây nè, xe hơi anh đó nè. Wow, xe hơi của anh chạy rất là xịn luôn cả nhà. Đây là xe hơi của cái anh đó. Dạ, anh tài xế ngồi bên kia. Thích thì qua phỏng vấn anh tài xế. Tài xế đâu? Hả? Tài xế đâu? Ngồi bên chỗ công an. Để ngồi bên công an hả? Chắc là anh cũng đang đóng phạt nguội đó. Thì bây giờ mình tiếp tục qua đây cập nhật tình hình cho cả nhà. Đó giờ cả nhà. Ở trong bếp á, trong bếp nó có mấy bình vô quay đó. Chị đó đủ sáng điện đó rồi, tao đang chuẩn bị qua. Đây Hồng Loan nè, đẹp hết. Đẹp chứ bộ. Không, tôi thấy trong màn hình TV không à. Ủa trong này nè. Dạ, tôi còn áo mày áo mày đời thì cô chưa gặp đúng không? Bây giờ mới gặp đúng không? Đúng rồi. Nay cô mới gặp. Không nó treo cô bò á. Đi đâu em? Quận 3. Quận 3. Rồi có ướt rồi. Rồi đúng rồi. Đi mưa rất là cực rồi cả nhà. Mọi người nhớ cầm điện thoại cầm để mà nhận hàng nha cả nhà. Rồi anh mua cái này, rồi anh mua nhiều vậy rồi có phải có tặng gì không? Không được tặng gì hả? Trời ơi. Anh mua giùm á, anh mua giùm á. Dạ được rồi cô. Này có túi zip à. Ăn ở đây nè. Bơ cái nhà. Thank you.